Cháu cưng của ông Biden sẽ có lễ nhậm chức riêng. Tổng thống tân cử Mỹ Joe Biden không phải là người duy nhất có lễ nhậm chức vào ngày 20 tháng 1. Chú cháu cưng của ông cũng sẽ có lễ nhậm chức riêng, trở thành đệ nhất khuyển. Gia đình ông Biden nhận nuôi chú chó Betsy tên Mazot hồi tháng 11 năm 2018 từ Hiệp hội Nhân đạo Delaware DHA, chuyên giải cứu động vật ở thành phố Wilmington, bang Delaware, Mỹ. Theo đài CBS, lễ nhậm chức của ông Biden vào ngày 20 tháng 1, Mazot sẽ trở thành chú chó được nhận nuôi đầu tiên đến cư trú tại Nhà Trắng, cùng với Cham, một chú chó khác của gia đình ông Biden. Trả lời phỏng vấn đài CBS, giám đốc marketing của DHA, Corey Topper cho biết, cô nhớ rất rõ, Mazot là chú chó thông minh, thích khám phá và giàu tình cảm. Cô Topper cho biết thêm, Mazot tiếp thêm động lực cho DHA phấn đấu trong nỗ lực mang đến kết quả có hậu cho các động vật lang thang cơ nhỡ được tổ chức này giải cứu và chăm sóc. DHA sẽ tổ chức lễ nhậm chức để nhất khuyển trực tuyến trên nền tảng Zoom cho chú chó Mazot vào ngày 17 tháng 1. Và sự kiện này cũng nhằm quyên góp tiền cho những chú chó lang thang cơ nhỡ khác. DHA gọi đây là sự kiện trực tuyến lớn nhất thế giới dành cho chó, khuyến khích tất cả các chú chó và chủ của chúng tham dự và quyên góp tiền. Theo kế hoạch, người dẫn chương trình truyền hình nổi tiếng Jill Martin cùng khách mời đặc biệt Jill Darius Brown, một doanh nhân mới 14 tuổi và là nhà hoạt động bảo vệ quyền động vật, sẽ tham dự sự kiện.